Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bee Channel và lại là mình đang Anh đây. Như các bạn cũng đã biết đó, iPhone X là một siêu phẩm đến từ Apple mà chắc hẳn rằng tất cả mọi người trong chúng ta ít nhiều gì thì cũng muốn sở hữu em nó. Nhưng thực chất lại cho thấy doanh thu bán ra của iPhone 8 lại nhiều hơn so với iPhone X. Vậy thì trong video clip ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nguyên nhân xem là tại sao lại xảy ra điều như vậy nhé. Nói về iPhone 8 thì đầu tiên là về phần thiết kế. Như các bạn cũng có thể thấy, mặt trước của iPhone 8 chúng ta không có quá nhiều điểm khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm trước của nó là iPhone 7. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt nó nằm ở phần mặt lưng. Phần mặt lưng của nó là một cái thiết kế mặt lưng bằng kính rất là sang trọng, hiện đại và thời thượng luôn. Với cái mặt kính này thì nó cho mình một cái độ trong trẻo cũng như là cái phần xước thì nó cũng sẽ ít bị hơn các phiên bản trước iPhone 7 hay là iPhone 6. Và với một cái mặt kính như vậy thì chúng ta còn được trải nghiệm thêm nữa một cái tính năng, đó chính là sạc không dây của iPhone. Tiếp đó là về phần màn hình. Màn hình thì với công nghệ màn hình Retina HD vẫn giống như là cái thế hệ tiền nhiệm iPhone 7 trước, thì iPhone 8 vẫn đảm bảo được cái độ hiển thị màu sắc rất là hài hòa, độ sáng cao cũng như là độ sắc nét rất là chuẩn. Khi đem ra ngoài trời thì các bạn cũng có thể yên tâm. Hơn nữa là Apple còn tích hợp thêm một cái công nghệ mới có tên gọi là True Tone. Thì với cái công nghệ này nó sẽ giúp cho điện thoại iPhone 8 của chúng ta có thể điều chỉnh được theo ánh sáng của điện thoại, theo cái ánh sáng ngoài trời và giảm đi cái độ tức mắt cũng như là bảo vệ mắt của chúng ta trở nên tốt hơn. Đúng không? Thì với màn hình độ phân giải tốt như vậy, có kích cỡ là 4,7 inch thì sẽ vẫn đảm bảo được cái không gian trải nghiệm cho người tiêu dùng một cách thoải mái nhất, cũng đồng thời là cái sự cầm nắm trên tay cũng rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Và về phần camera của chiếc iPhone 8 là như sau: camera sau với độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ f 1.8, và camera trước có độ phân giải là 7 megapixel, khẩu độ f là 2.2. Đồng thời là chiếc iPhone 8 này thì chúng ta được Apple tối ưu rất là tốt, kể cả phần cứng cũng như phần mềm, cho nên là chất lượng những bức ảnh mà nó mang lại cũng rất là ok luôn. Và Đan Anh cũng rất là đặc biệt ấn tượng bởi cái khả năng lấy nét của camera cũng như là cái tốc độ chụp của nó cũng rất là nhanh. Thêm một phần nữa là khi chụp trong một cái điều kiện ánh sáng bình thường thì ảnh cho ra có cái độ sắc nét và trung thực rất là tốt, chứ không như là quá ảo hay là quá lố như một số smartphone trên thị trường hiện nay. Và về phần cấu hình thì như sau: chiếc iPhone 8 của chúng ta được trang bị một con chip có tên là Apple A11 Bionic. Và đây là một con chip có sức mạnh khá là tốt, cho máy một hiệu năng sử dụng khá là ok luôn. Và thừa hưởng được cái sức mạnh từ con chip này cho nên là iPhone 8 của chúng ta có thể quay video lên đến 4K và với khả năng là 60 khung hình trên 1 giây. Bật mí thêm một điều nữa là ngay cả iPhone X cũng đang sử dụng con chip này luôn. Vậy thì chắc chắn đây sẽ là một lý do rất tuyệt vời cho những bạn nào muốn sở hữu một chiếc điện thoại có cấu hình mạnh tương đương với iPhone X nhưng có một cái mức giá tốt và rẻ hơn. Và tiếp đó thì là về pin. iPhone 8 của chúng ta có một viên pin có dung lượng là 1821 mAh. Tuy là có thấp hơn so với dung lượng pin của iPhone 7 một tí, tuy nhiên là vì có chip mạnh cho nên nó có thể tối ưu và nó có thể kéo dài thời gian sử dụng pin lâu hơn. Vì tóm lại theo Đan Anh thì iPhone 8 chính xác là một chiếc smartphone rất là đáng mua, bởi vì thứ nhất là về thiết kế của nó, một thiết kế cầm nắm rất là gọn nhẹ, cũng như là một cái thiết kế mặt lưng bằng kính rất hiện đại thời thượng. Nó đã bỏ đi dải anten khá là thô so với những thế hệ tiền nhiệm trước, và nó mang lại chúng ta một cái cảm giác rất là quen thuộc như những chiếc iPhone iPhone 4 hay là iPhone 5 rất là quen thuộc, và có cả tích hợp thêm cái tính năng sạc không dây rất là tuyệt vời. Vậy thì bạn suy nghĩ gì về chiếc iPhone 8 này thì cứ hãy để lại dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Và bạn có dự định là sẽ mua em nó trong dịp Tết 2018 này không? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Bee Channel nhé. Bye bye!